Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Channel. Thì La Bảo Luxury ngày hôm nay sẽ đem đến một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu nổi tiếng với tuyên ngôn là đã và sẽ không sản xuất đồng hồ quartz. Rất dễ nhận thấy đó là thương hiệu nhà sản xuất Blancpain. Và chiếc đồng hồ trên tay Gia Bảo Luxury ngày hôm nay là chiếc đồng hồ có tên gọi Blancpain Lehman Revised GMT. Thì chiếc đồng hồ này nổi bật nhất đó là hai tính năng. Tính năng thứ nhất đó là giờ GMT, tính năng thứ hai là tính năng báo thức. Như đã nói, chiếc đồng hồ trên tay Gia Bảo Luxury đến từ bộ sưu tập Lehman, xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 21. Thì những thiết kế trong bộ sưu tập Lehman vẫn luôn mang nét cổ điển cũng như trang nhã, giống như dòng đồng hồ Blancpain mà đã từng sản xuất. Thì chiếc đồng hồ trên tay tôi sở hữu bộ vỏ bằng vàng đỏ, có kích thước 40mm trong bộ vỏ khung dáng tròn cổ điển. Bên trên là vòng bezel được làm dốc và đánh bóng, và cái kiểu này làm tăng tính chiều sâu cho toàn bộ chiếc đồng hồ trên tay tôi, để chúng ta có thể tập trung vào mặt số màu trắng ở bên trong. Những chiếc đồng hồ Blancpain luôn là những chiếc đồng hồ nhiều chức năng, và như tôi đã nói, chiếc đồng hồ này có hai chức năng chính là báo thức và báo giờ GMT, cho nên cả hai chức năng đấy sẽ được điều chỉnh bởi hai núm chỉ giờ bên góc phải và một nút bấm ở bên góc trái. Hai núm chỉ giờ có lẽ nó có kích thước lớn hơn cho nên nó được khắc chữ GB đại diện cho tên thương hiệu. Còn nút bấm tại vị trí 8 giờ thì không có. Tuy nhiên thì nhà sản xuất cũng bù lại bằng việc khắc chìm lên tên thương hiệu Blancpain ở bên cạnh sườn bên trái. Toàn bộ vỏ khung từ phía trước, bên cạnh cho đến đằng sau đều đã được đánh bóng hoàn hảo. Càng nối dây cũng đã hoàn thiện chọn nhiệm vụ của mình với dáng vẻ cong cùng với suốt có thể cố định dây đeo da màu đen. Cuối của dây da màu đen là khóa cài. Tuy nhiên đây là một điểm đặc biệt đến từ nhà sản xuất Blancpain. Khóa này không hẳn chỉ là khóa cài mà thôi. Tuy nhiên đây là một loại khóa đặc biệt, được kết hợp giữa khóa gập và khóa cài để có thể tăng tính thẩm mỹ cũng như tăng độ chắc chắn khi đeo trên tay. Và khi chúng ta cài vào thì hầu như chúng ta sẽ không thể nhìn được khóa gập ở bên trong nữa, chỉ nhìn được khóa cài mà thôi. Tiếp đến phần mặt số, có lẽ là phần mà tôi dành thời gian nhiều nhất cho chiếc Blancpain này. Để có thể tìm hiểu toàn bộ mặt số, có lẽ chúng ta sẽ đi dạo quanh một vòng mặt số đồng hồ này xem sao. Mặt số xuất hiện trong tông màu trắng quen thuộc của những mẫu đồng hồ cổ điển. Ngoài rìa của mặt số là bộ hiển thị múi giờ GMT, được in bằng 24 con số Ả Rập có kích thước nhỏ màu đen. Và để tiện theo dõi giờ GMT, nhà sản xuất đã đánh dấu bằng đầu màu đỏ. Giờ GMT và bộ kim chỉnh dáng thanh gươm đều được điều chỉnh nhờ vào núm chỉnh giờ tại góc 2 giờ. Tuy nhiên thì núm vặn được thiết kế dạng xoắn bít, cho nên sẽ vặn chặt vào trong bộ vỏ khung. Và muốn thao tác được thì trước tiên ta phải vặn xuống để mở núm ra đã. Đặc biệt với cơ chế riêng của bộ máy bên trong thì khi rút núm chỉnh giờ tại nấc đầu tiên, kim giờ của chiếc Blancpain Lehman có thể nhảy giờ nhanh mà không cần phải điều chỉnh từ từ nữa. Kim giờ sẽ chuyển ngay lập tức. Tiếp theo đó là điều chỉnh kim phút và điều chỉnh kim GMT tại đây. Chúng ta buộc phải nấc nhẹ một lần nữa để ra nước ngoài cùng. Đó là những thao tác để chúng ta có thể điều chỉnh kim giờ GMT cũng như là bộ kim chính của chiếc đồng hồ này. Tại góc 1 giờ và góc 3 giờ là bộ hiển thị hai mặt số để có thể thực hiện tính năng báo thức của chiếc đồng hồ này. Thứ nhất là góc 1 giờ gồm có một cây kim dài nhỏ và một cái hình chuông màu đen để hiển thị rằng chiếc đồng hồ này có đang đóng và mở tính năng báo thức hay không. Để điều chỉnh được việc kích hoạt mở hay đóng thì chúng ta sẽ sử dụng cái nút bấm tại vị trí 8 giờ. Hiện tại tôi vừa mới bấm để kích hoạt tính năng báo thức, bấm thêm một lần nữa là tắt tính năng báo thức. Và nếu như trong một thời gian nào đó bạn muốn được đặt báo thức thì hãy làm từng bước một
Bước đầu tiên, chúng ta kích hoạt tính năng báo thức bởi nút bấm tại vị trí 7 giờ để kim tại mặt số 1 giờ này có thể chỉ đến cái chuông màu đen. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cài đặt giờ báo thức bởi nút chỉnh giờ tại vị trí 4 giờ tại đây. Và cuối cùng là chúng ta đóng lại nút chỉnh giờ tại vị trí 4 giờ này và chờ cho đến thời gian báo thức chuông reo mà thôi. Hơn nữa, có một điểm cần phải chú ý khi chúng ta kích hoạt tính năng báo thức của chiếc đồng hồ này, đó là để ý bộ hiển thị cót chuông còn năng lượng hay không. Và để có thể lên được cót chuông cho chiếc đồng hồ này, chúng ta cũng thao tác trên nút vặn chỉnh giờ 2 giờ. Với việc vặn ngược lên trên như đây thôi, bạn sẽ nghe được tiếng động khi chúng ta đang vặn cót. Và mỗi khi cót chuông được lên đầy như thế này thì chuông báo thức có thể kêu kéo dài đến 15 giây. Chúng ta sẽ thử nghiệm luôn nhé. Có vẻ khi chuông báo thức kêu thì tất cả các kim đều đang rung. Như vậy là tôi và các bạn cũng đã tìm hiểu về tính năng báo thức cũng như là tính năng chỉ giờ GMT của chiếc Plain P này. Ngoài ra, trên mặt số màu trắng tại góc 6 giờ còn là một mặt số phụ nhỏ để đếm giây, được chia thành các mốc nhỏ như là 15, 30, 45 và 60. Ở giữa sẽ là những vạch chia giây khá là nhỏ. Kết thúc một vòng quay số từ góc 10 giờ cho đến 12 giờ là bộ hiển thị năng lượng dành cho riêng tính năng báo thức. Để có thể lồng ghép những tính năng như là báo thức, giờ GMT, lịch ngày thì nhà sản xuất Plain P đã sử dụng bộ máy tự động 1241H gồm có 38 chân kính, được hoàn thiện với những đường vân Cortex de Genève cũng như đinh ốc xanh được sắp đặt tinh tế và thích mắt. Dĩ nhiên, chiếc Plain P trên tay tôi đây cũng được trang bị bằng hai mặt kính sapphire trước và sau để vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ cũng như vừa được đảm bảo tính an toàn cho tổng thể chiếc đồng hồ. Cũng nhờ có mặt kính phía sau mà hoạt động của tính năng báo chuông cũng như sự vận hành của bộ máy 1241 trở thành điểm kỳ thú mà nhà sản xuất Plain P muốn dành tặng cho bất cứ ai sở hữu chiếc đồng hồ này. Bộ máy 1241 có khả năng cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này hoạt động trong vòng 40 giờ. Hiện tại, chiếc Plain P Lehman Railway GMT trong phiên bản vàng đỏ được bán với mức giá niêm yết là 36.000 USD. Tuy nhiên, tại Gia Bảo Luxury, mức giá sẽ hết sức là ưu đãi. Để có thể nắm được thêm nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm này, bạn có thể truy cập ngay vào website www.giabaoluxury.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!